Lên sóng Honda Way 100 đời 1997, biển số 5 số thành phố, sang tên toàn quốc gửi đến các anh em bạn bè. Giá cũng tương đối hợp lý, dưới 30 triệu nha. Anh em nào đang có tầm tiền này mà muốn sở hữu Way 100, nhấc máy lên liên hệ em số điện thoại 0836397777 nha anh em. Xe của đời sản xuất năm 1997, tình trạng là zin cũng khoảng 90%, dàn sơn zin, sơn đẹp. Có cái mặt nạ này trước này chắc là chủ cũ có thay lại, ở trong em thấy có sơn đỏ nè anh em, chắc sơn lại nha. Cái này là chắc thay lại nhưng mà nó không trùng màu, thì là chủ cũ có thay lại, có sơn lại. Còn những chỗ khác thì là sơn zin nha anh em. Con này sơn zin cũng tương đối đẹp. Đời 1997 tới giờ 27 năm rồi. Kiếm đâu ra con xe dưới 30 triệu mà dàn sơn, đồ đạc còn liền như này. Tem vẫn là tem zin. Ở ngoài chủ cổ có dán thêm lớp bề can để bảo vệ cái tem zin này. Đó. Tại sợ nó chảy cái tem. Đó. Tại sợ nó bằng chóc tem nên người ta dán thêm lớp decal nữa. Phục với lại bô là của Way 110 nha anh em. Đây. NF 110, phục sau với lại bô. Niền thì niền Goshi, niền Goshi. Goshi, thiếu mất chữ Siam nha anh em. Máy móc zin chưa bung đầu. Đó, em quay chi tiết anh em cùng xem nha. Cái này ở trong này nó có bị vỡ một tí, lót cái miếng nhựa khác để hàng nha. Cái này không phải là sơn ở trong, là nó màu đỏ đó nha anh em. Dàn sơn thì dàn nhựa thì nó có vài chỗ bị gãy ngàm, cũng có xử lý lại. Máy này zin, bốn ốc đầu chưa bung, có chỉnh cam cò đó. Cam cò ở trên có chỉnh tí, còn lại bốn ốc đầu chưa bung nha anh em. Đời 1997 đó. Điện trước Goshi. Máy móc nổ êm ái. Con này mà đổ đầy bình xăng chạy cũng khoảng hơn một tuần mới hết, cực kỳ lợi xăng. Máy zin, lóc zin, dàn sơn đẹp. Anh em coi dàn sơn zin chạy tí là nó lòi ra nhựa luôn. Bên này người ta cũng dán cái đề can ở ngoài để bảo vệ cái tem. Em nổ máy nha. Tay em thay bao tay mới nha anh em. Cái yên cũng vậy, yên là lợp da yên mới. Năm 27 giá 29 triệu nha anh em. 29 triệu, liên hệ em qua số điện thoại 0836397777. Em có chụp hình tổng quan chi tiết đầy đủ hết nha. Anh em nào muốn xem thêm hình thì nhắn bên Zalo giùm em. Máy móc thì bao, anh em khỏi cần lo về phần máy móc. Chìa khóa đây, chìa khóa zin theo xe một chìa, còn một chìa là cắt thêm.
Đế yên vẫn là đế yên zin. Đời 97. Sườn xe là rất đẹp nha anh em. Anh em mua về mà tháo sườn xe ở trong mà bị mục thì cứ inbox lại em gửi lại đủ tiền ha. Sườn đẹp, mình sườn đẹp. Clip em quay đến đây thôi nha anh em xem xe trực tiếp tại nhà tại Sài Gòn, liên hệ em qua số điện thoại 0836397777. Có nhận thu mua trao đổi cái dòng xe máy, cái dòng xe ô tô, mô tô. Anh em có cần thì kết nối với em nha. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để tiện theo dõi những clip mới nhất từ kênh em đăng lên nha. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em. Chúc các anh em thật nhiều sức khỏe.